Dạ chay. Dạ mẹ. Bỏ kem xuống. Bỏ kem xuống. Rồi, đây nè. Để kem xuống, để kem xuống, không có được đụng tới. Bây giờ con ngồi ở đây con chờ mẹ. Mẹ đi vô nhà vệ sinh. Một phút mẹ ra. Mẹ ra rồi con mới được ăn nghe chưa? Ok. Con ngồi con chờ mẹ nghe chưa? Ok. Mẹ chưa ra mà con ăn là không được nghe chưa? Promise. Mẹ, I just touch another side. À, con chỉ cầm cái đó thôi phải không? Bây giờ móc méo nè. Rồi, nhớ nha, không được ăn nghe chưa? Chờ mẹ nghe chưa? Cô chú ngồi đây, cô chú chờ chay đó. Rồi, không được liếm. Nhớ nha, chờ mẹ ra mới được ăn nghe chưa? Nghe không? Con có chờ mẹ không? Dạ mẹ. Con có chờ mẹ không? Dạ mẹ. À, chờ ăn đi. Hồi nãy giờ cô chú ơi, nãy giờ chay nó có chờ mẹ nó không vậy cô chú? Dạ. À, trời ơi, chay đang ăn kem gì đường đen quên rồi. Kem trân châu đường đen á, cho Mính đây. Trời ơi, cho Mính. Ủa mẹ kêu cho kem chứ đâu phải kêu hôn mẹ đâu. Ngọt ngào lắm á cô chú, ngọt ngào y như kem. Ồ, thương quá, trời ơi, cục vàng, cục ngọc quá cô chú ạ. It's like chocolate. Ồ, ăn giống như chocolate vậy hả con? Yeah. Con nói mẹ ơi, mẹ ăn giống sikula. Mẹ ăn có sikula. 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 Rồi, mẹ lấy khăn này con, khăn. Bậy không à, ăn là mình phải lấy khăn, lấy giấy đồ chùi, giấy đồ. Cho mẹ ăn miếng đi. Ok. Cắn miếng nha. Liếm hả? Không cho cắn hả? Cắn miếng đi. Cắn. Mang đi. À liếm. À liếm liếm. Yêu. Trời ơi trời. Con cho mẹ ăn mà con nói yêu là sao? Mẹ con mình là một mà mình có thể ăn chung với nhau mà. Đúng không? Ừ. Đúng rồi. Con từ trong bụng mẹ con chui ra mà. Đúng không? Rồi. Thôi ra nó nói bậy các bạn. Cho mẹ ăn miếng kem nha. Mẹ thèm quá. Dạ hả mẹ. Hả? It's mine. Trời ơi. You get something else. Trời ơi. Mommy. Trời ơi, nó của nó I mẹ. I got you eat. Trời ơi, I nó got you your real food. Là sao? Remember the nói tiếng Việt. Teacher eat cheese. Là sao không hiểu? Là sao không hiểu? Mẹ remember we eat vegetables, okay? À, mẹ là mẹ phải ăn rau củ hả? Con ăn kem với lại ăn kẹo với lại sula hả? Uh-huh. Trời ơi trời, nó nói mẹ có nhớ không, cô giáo dạy là mẹ phải ăn rau củ, còn con là con ăn kẹo với sula. Phải không? Uh-huh. Trời ơi trời, ai đã đâu có cho cắn miếng gì thèm quá chảy nước miếng. Chưa Mính đi. Mình là bạn tốt của nhau à. Are we best friend? Uh-huh. Ngon quá. Mình là bạn tốt, mình mà bạn tốt mà cho xin Mính đi. Trời ơi, có cho cô chú ăn không? Dạ không. Trời ơi đất ơi. I'm not gonna share with my friends. Con không có share với bạn con hả? Ừ. Người vậy đâu có ai chơi với con đâu. Dạ không. À, con có chơi với người ta không? I could mom. À, bạn không chơi với con chơi với mẹ hả? Ừ. Nó nói là nó không có chia sẻ đồ ăn với bạn nó đâu. Cái Ngọc nói là ủa rồi học vậy rồi đâu có ai chơi với con đâu. Nó không cần nó chơi với mẹ đâu. Được rồi, trời ơi trời, đâu có được con. Mình á, mình phải cần có nhiều bạn thì nó mới vui.
con chơi với mẹ không thì mẹ vui rồi đó, nhưng mà con phải cần giao tiếp, con cần phải có nhiều bạn. Thì ví dụ như con muốn đi chơi thì con có bạn, con mới mốt mẹ già mẹ đâu đi chơi được con đâu, đúng không? Nên là mình phải có cần bạn, mình phải chia sẻ với bạn. Ví dụ như mẹ kể cho con nghe, thí dụ như mà bây giờ con ăn một cái kem phải không, cái con cho bạn ăn kem, cái mai mốt con không có kem nhưng mà bạn có kem, bạn sẽ cho con ăn kem. Như vậy là con thấy có vui không? Không có kem ăn đi pizza. Là sao? Không có kem ăn đi pizza. À, không có kem trong tủ lạnh hả? Ừ. Thì này kem này chứ gì, không phải kem. Này là kem nè. Mẹ hết kem luôn. À, con ăn cái cây này xong là hết kem luôn hả? Ừ. À. Mẹ mẹ đâu phải quên for my friend. Con muốn đi mua cái khác cho bạn đúng không? Rồi chứ con không có chia sẻ cái cây kem này với bạn hả? À, ý là nó mua cây kem khác cho bạn, đúng rồi. Rồi nhưng mà khi mà con có, ví dụ như con có hai cái thì con phải chia cho bạn một cái, con một cái, đúng không? Chừng nào mà con có một cái thì con ăn mình con hả? Cho mẹ mến đi. Chờ hả? Chờ chút hả? Trời. Muốn ăn là phải chờ nghe cô chú nha. ngon búa, nói là cây ngon búa. So sweet. Nói là ngon búa. It's not so sweet as candy. It's not so sweet as M&M's. Sao mệt quá nói tiếng Anh không à? It's not sweet as M&M's. À, không có ngọt đi như là kẹo M&M hả? Uh-huh. Ừ. Mà con nói đi ngon búa. Ngon búa. Đúng rồi. Cho ăn đi. Cho cắn miếng nữa coi. This one second. I eat it first, you eat it first. À, con ăn trước rồi cho mẹ ăn phải không? Rồi. Don't lose your sight. Rồi. Eat it. À, cắn hả? Good. Ngon quá. Rồi, cảm ơn cây nha. That's nasty, dirty. Bậy không? Mày nói tao bậy không à? Now you eat all this. Ăn còn chút nữa kem hết là đủ thừa tôi. Ừ, ai ăn mẹ hết rồi con. Kem ăn hết là đủ thừa tôi vậy thôi. This one, okay. Cắn cái thôi, cắn nhiều không? Mommy, you still it. Mà có đâu. Nấu cho nhiệt bớt đi. Nó ăn như nhức đầu quá. Kem em đi tắm nha. Nghe vàng ngọc ơi. Ừ, không được, không được chơi rồi. Không ăn thôi, mẹ ăn hết rồi. Thì sao con chơi? Kem, con không được ịnh kem ra khăn giấy nha chị. Cô chú nó lấy kem nó ịnh ra khăn giấy thì cô chú ơi, nó đập nó đi, nó phá quá. Chưa miệng. Ừ, vàng. Mình, cho mến đi, cho mẹ mến. Ok. This one's it. Có cho bà ngoại ăn không? Bà ngoại Việt Nam á. Oh yeah. Có cho không? Có hả không? Forgot to share all. Ờ đúng rồi, con sẽ share phải không? Con sẽ chia sẻ hết ha. Rồi con. And buy for all my friends. À, mua cho hết bạn của con. Ủa, con có mấy người bạn vậy? 1, 2, 3, 4. À, con có 4 người bạn. Bạn con tên gì? Angel. Tên gì? Angel. Bạn tên Angel hả? Uh-huh. À, bạn con tên là Thiên Thần á hả? Yeah. Thiên Thần có cánh không? Yeah. Sao vậy? Con kể cho cô chú nghe cái câu chuyện mà con tối con ngủ con nằm mơ một giấc mơ làm sao? Mm-hmm. Oh yeah, it was a dream. You were dreaming in the morning. Hồi tối này là con nằm mơ đó. Giấc mơ có thật không? Mom, this is dreaming. Yeah, đúng rồi, con chỉ nằm mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi. Đêm qua lại một đêm nữa em nhớ một anh. Đó, chỉ là giấc mơ thôi, hiểu không? Em muốn cái spider nằm buồn. À, con nằm mơ, con thấy con nhện. Đúng rồi, con nhện nó làm gì con? Ừ, nó cắn ngón tay con hả? Ờ, rồi sao nữa? Rồi con nằm con khóc không? Có khóc hu hu không? Dạ mẹ ơi. Dạ mẹ ơi, rồi con có sợ không? Dạ. Ừ, con sợ hả? Now you see in all spiders. Là sao? Now you touch it in a. À, con nằm mơ con thấy mày đụng con spider luôn hả? Rồi mày làm gì nữa? In bubble. Là gì? And you crying and you smiling just like the baby. Ô, là sao không hiểu luôn á, nói không hiểu luôn. Mẹ, you get
older mom. Ờ mẹ lớn hơn con mà. Mommy get older. Ờ hả, mẹ là sẽ phải già thôi, đúng rồi. Mơ mốt chay cũng get older luôn, là chay lớn lên luôn á. Oh. Hiểu chưa? Fine. Hiểu chưa Vàng Ngọc ơi, Vàng Ngọc. Tự chùi miệng ơi, tự chùi miệng ơi. Ui. Yeah, you're so disgusting. Nó nói mẹ liếm cái mặt con hả, thấy ghê quá. Đó, không được đụng vô camera, hư camera nè, dơ camera nè. Cho cô chú ăn phải không? Yeah. Muốn mời cô chú là phải để ngay chỗ này nè, ngay cái đây là cái ống len nè. Con phải để ngay chỗ này nè, đó, phải lúc nào cũng phải để ngay cái ống len thì cô chú mới thấy con. Đừng có để gần quá. Để ngay cái ống len nè, đây nè, cái ống len ngay chỗ này nè. Đó, chứ không để trên đây là cái màn hình để mình nhìn vô mình thôi. Còn ở dưới đây là cái ống len, hiểu không? Đúng rồi, chính xác, giỏi, đúng rồi. Ngồi xuống. Mommy, how old is it? Mommy, you got to be serious. Daddy, mommy, all me. Mommy, you got to be serious. Remember, don't eat my bagel. Remember? Don't eat her bagel. Remember? I just ate all of her ice cream. Are you sad? Mẹ ăn hết kem con hả? Mẹ xin lỗi. It's not a sorry. Yeah. Mẹ không xin lỗi được luôn hả? Yeah. Vậy bây giờ mẹ phải làm sao? I got buy new ice cream. À, mẹ mua ice cream mới cho mẹ, mua kem mới cho con ăn nha. I got buy the Elsa frozen lollipop and Peter's lollipop. Okay. And Prisley's lollipop. Trời ơi, ok, mua hết luôn. Yeah. Còn nó không mua hết hả? Chứ mua chút xíu thôi hả? Không, mẹ bây giờ mẹ hỏi nè. Mà mẹ ăn kem của con có buồn mẹ không? Yeah. Con buồn lắm hả? Tức hả? Tức giận vậy nè hả? Trời ơi, nó tức giận quá. Cô chú phải ăn hết cái kem của nó, tức quá rồi. Rồi con tức mẹ, con làm gì? Mom, it's in your tummy. Mẹ ăn kem vô bụng mẹ ơi, đúng rồi. Mà bây giờ con giận quá là con làm gì? Giờ con hung mẹ miếng đi. Không hung được hả? Trời ơi trời. Mẹ ăn kem của con á. Dễ sợ chưa? Dễ sợ chưa? Mấy chị bây lờ, mấy chị mà bây dễ sợ rồi mấy. Không có nói tiếng Anh. Trời ơi, tự cứ lấy cái, rồi lấy cái ầm mặt vô đẹp quá ầm ơi ầm. Ủa, nè mà con kể mày nghe đi, hồi nãy sao con qua nhà, con đi qua nhà Adri mà sao con về sớm quá vậy? Lý do làm sao vậy? Lý do tại sao về sớm quá vậy? Tại vì Adri phải đi ngủ phải không? Rồi, ok, rồi nè. Hello. Khỏe không? That's something else, guys. Hả? Bạn tên gì á? Olaf. Olaf hả? Còn bạn này tên gì? Kristoff. Còn bạn này tên gì? Bạn này tên gì? Kristoff. No, bạn này tên gì nè? Bạn này tên gì? Spin hả? Con. Hello, let's follow the peoples. Biết rồi, nhưng mà bạn này tên gì? JD. À, bạn này tên JD vậy? Let's go. Ôi ôi, JD à. Quá trời luôn, nó đang bày ra quá trời đồ chơi luôn nè cô chú nè. Hello, bạn nói tiếng Việt được không? Dạ. Giỏi, bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Sao vậy bạn? Hồi sáng giờ sao cái tóc của bạn nó dựng? Sáng giờ sao cái tóc của bạn nó dựng lên vậy bạn? Something else, guys. Hey guys. Hả? Yep. Con nói, bạn nói tiếng Việt được không? Dạ. Giỏi. Dạ. Mẹ bạn, ê nói nghe nè, mẹ bạn là người nước nào vậy? Mẹ bạn là người nước nào? Con nói đi, Việt Nam. Việt Nam.
Đúng rồi, còn ba bạn là người gì? Ba bạn người gì? Con nói người Mỹ. Con nói đi người Mỹ. Con nói đi người Mỹ. Đúng rồi. Trời ơi, nói tiếng Anh hoài à. Bạn nói tiếng Việt đi bạn. Bạn nói tiếng Việt mình mới chơi với bạn. Chứ bạn nói tiếng Anh là mình không có chơi với bạn đâu. Mình nhìn cái đầu tóc của bạn mình mệt quá đi thôi. Nói tự nhiên có mẹ mẹ tiếng Việt rồi tự nhiên cái nguyên câu sao tiếng Anh. Mình thích bạn nói tiếng Việt thôi à. Bạn có thể nào nói tiếng Việt? Hello. Bạn đi đâu quá? Trời ơi, bạn là con monster hả? Còn cô gái này là ai đây? Đó đó, cô gái đó tên gì? Snow gì? Snow White. Snow White là con nói đi công chúa Bạch Tuyết. Nó nghe nè, con nhớ mẹ 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 kể chuyện cho con nghe công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùng không? Nhớ không? Con nhớ mẹ kể cho con nghe Bạch Tuyết và bảy chú lùng không? Rồi mình hỏi coi các bạn này là bạn nào đây? Đây là bạn nào đây? Christopher. Ồ, Christopher gì mà sao nhỏ xíu vậy? Này là Christopher. I'm Christopher. À, xin lỗi Christopher, Còn để mình kiếm coi. Để mình kiếm coi. Ui, con này con gì ta? Bạn ơi, con này con gì á bạn? Bạn. Con này con gì á? Dinosaur. Dinosaur tiếng Việt là con gì? Khủng gì? Dinosaur. Khủng gì? Khủng long. Con nói đi, khủng long. Bây giờ con nói lại chữ dinosaur coi. Dinosaur. Đúng rồi, con chỉ cho mấy bạn nói tiếng Anh nha. Con khủng long tiếng Anh là dinosaur. Nói lại đi con. Yeah. Sao vậy? Làm sao vậy? Sao bực mình vậy? Cái tóc của con mẹ nhìn sơ sắc mướp quá chê. Sơ sắc mướp luôn á. Nhìn cái đầu tóc là thấy dinosaur. Nhìn đầu tóc là thấy y như nguyên một dàn mướp luôn. Con cho cái này là cái con này tên gì quên này. Olaf. Đúng rồi, con này tên Olaf. Còn con này là cái này là ô chay. Ô là la. Nhìn sao con ngồi lên Olaf vậy? Yeah. So you Olaf. Mm. Because they're right there. Mommy, I show you. Nói tiếng Việt. Hi. Mẹ con cho mẹ coi nè. Nói tiếng Việt lớn lên. À, cái điều khiển để điều khiển con Olaf phải không? Coi được nó không cô chú, mùa đông nên là cái fashion này fashion mùa đông, mặc đầm á là phải mặc quần dài trong. Cái thời trang là thời trang mùa đông nha cô chú nha. Cái đầm này ai mua chay chay? Chú gì? Chú gì mua chay đầm này? Ồ vậy hả con? Wow, đẹp quá. Đẹp ê á. Mùa đông này ở trong nhà cô chú rú ở trong nhà không nên cũng làm biến sửa soạn mặc đồ gì tự nhiên ngồi trong nhà không cũng sửa soạn. Thấy nó vô lý thường thiệt quá đi. Mà không có bả chơi bước vô cái đầm mà phải ngồi được không? Ba nhìn nè. Rồi con muốn chơi gì nữa? Ừ, nó nghe là lấy cái nón đội vô coi đẹp không? Lấy cái nón unicorn đội vô coi đẹp không? Nãy giờ. Ok mẹ ơi đi con. Kìa cái nón kìa con. Cái nón kìa. Muốn ăn gì á? Con muốn ăn bắp rang bơ hả? Ồ ngon chưa? Rồi ngồi xuống lấy cái nón unicorn đội vô ăn bắp rang bơ cho mấy ngầu. Làm gì á? Cô kỳ không? Hôm qua con nhớ hôm qua mẹ nói không? Từ giờ về sau không cho ăn bắp rang bơ nữa nhớ không? Trong lúc nóng giận mẹ đã nói câu đó con nhớ không? Tại vì mỗi lần con ăn bắp rang bơ xong là con bị gì? Bị gì? Bị ói phải không? Tại vì mấy cái này nè, tại vì mấy cái này nó dính vô cổ chay nè, đó đây nè, mấy cái này nè, mẹ nói mày ghét mấy cái này nè, đó mấy cái này nè, ăn vô là dính vô cổ nè. Rồi á hả, cái nào nữa đây nè. Ghét bắp rang bơ là vậy đó chứ không gì đó chứ con ăn cái gì đây nè, đó. Nhưng mấy cái miếng này nè, đó, nó sẽ dính vô cổ chay nè.
Rồi, trời ơi cô chú coi chạy đội nón unicorn nè cô chú nè. Ui cha ơi cái đội nón unicorn nè, đẹp gái dễ sờ chưa. Đẹp gì bằng đẹp kinh nữa bay. Bổ gì mẹ tên bổ chi quên rồi. Mẹ tên bổ gì? Cho unicorn ăn hả? Dạ. Mẹ tên bổ gì? Bổ gì? Bổ ngạc phải không? Bổ ngạc. Bổ ngạc. Quảng Nôm đó, nó là giang rồi, nó là dân Quảng Nôm đó cô chú nghe, nó cũng có cái máu của Thừa Thiên Huế đồ. Quảng Nôm rồi. Ý đẹp quá. Mommy, I just think it's wrong. Nói tiếng Việt. Mẹ con đổi sai rồi. Đó, đúng rồi, đẹp ép ê á, đội nón đẹp ép ê á. Đội nón xong thấy hai con mắt unicorn không không thấy mắt con chay đâu. Muốn thấy mắt chay là phải bò xuống đây nè, đó, vậy mới thấy đó. Cái đó là Christopher. Không, Christopher. À, Christopher. Ui, chọc nó lắm. Hỏi Christopher ơi, Christopher có ăn không? Christopher có ăn không? Không ăn, chay ăn hết bây giờ. Bây giờ. Ừ. Rồi bây giờ chay. Hôm qua con ngồi con quỳ con lại Phật làm sao? Quỳ lại Phật làm sao? Cúi đầu xuống làm sao? Đầu nón cho Christopher hả? Ừ. Rồi, che Christopher luôn rồi. Gì? Không phải Christopher. Không phải Christopher. Không, mẹ không mang đâu. Mẹ cảm ơn con nha. Don't make a mess, Jenny. Bây giờ có học ABC không? Ủa? Ê, bây giờ có học ABC không? Rồi, bây giờ đi vô học ABC nha. À, Âu Lập muốn ăn hả con? Đội nón vô đi cho cái đầu nó gọn chút đi. Tóc xấu quá là phải đội nón. À, cũng đội nón cho Olaf hả? Ừ, đội nón cho Olaf cô chú. Đẹp á. Đẹp á thôi. Là con đứng con múa coi chay. Đứng múa rồi. Kỳ ghê á. Không chơi chay nữa. Thôi có bị đừng có quay nó nữa đi. Ôi trời trời trời. Giờ gì vậy? Cái gì vậy chay? Chơi chơi kỳ cục với chay. Đó con nó chơi vậy đó có được không? À, cô chú con nó chơi nè. Con chơi vậy đó. Thấy không cô chú thấy không ta? Chay à, làm đi chay, đè anh chay luôn, đè anh chay luôn, đè nằm xuống đè anh chay luôn cô chú ơi, đè nó luôn, hả? Đè luôn. Rồi, để giờ nằm xuống nào. Cái gì nằm xuống nữa à? Nằm sao đâu? Giờ muốn mẹ nằm sao? Nằm lên con hả? Dạ mẹ. Say cheese. Cheese. Con biết làm gì không? Dạ. Nặng quá hả? Đè ăn chay luôn, đè ăn chay luôn. Mấy người đè ăn chay luôn. Đè ăn chay luôn hả? Dạ mẹ. À rồi làm đè ăn chay luôn nha. Rồi. Làm đè ăn chay luôn. Tối nào nó cũng muốn nằm đè nó vậy nè cô chú. Ấy da. Đè ăn chay luôn, đè ăn chay luôn. Đè chè chay luôn. That's too tight. That's too tight đấy, nó đè nặng quá đó. Ủa, chơi PJ Masks? Ồ, chơi PJ Masks gì mà cởi đầu tóc người ta? Cột tóc lại cho mẹ con thử, cột tóc lại cho mẹ con biết đường cột không? Kỳ ghê, chơi này nó kỳ ghê luôn á. Chơi. Ui da, con mới vừa cắn tóc của mẹ chơi.